chùa Viên Giác Thiền Tự phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bom, huyện Đoàn, Ủy ban dân xã Giang Điền đã tổ chức trao hơn 3.300 chiếc bánh trung thu và gần 1.700 đèn lồng cho các em thiếu niên nhi đồng của trường tiểu học, trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, huyện Trảng Bom. Toàn bộ số bánh trung thu được trao tặng đều do các Phật tử và các tình nguyện viên của chùa làm ra, làm hoàn toàn bằng thủ công, không sử dụng chất bảo quản. Mùa trung thu năm nay, chùa Viên Giác Thiền Tự, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom đã tổ chức làm hơn 12.000 bánh trung thu để tặng cho các em thiếu niên nhi đồng ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện cùng các nơi trong và ngoài tỉnh.